Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái phần luyện nghe trong phần mềm Elixir Pro Max. Trong giáo trình listening trong Elixir Pro Max thì nó có tới 4 giáo trình các bạn ha: New Interchange, New International Business English, New American Dreamline, Here and There. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một số cái bài trong New American Dreamline. Đây là cái giáo trình luyện nghe mà dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Mình có thể là luyện nghe cái giáo trình này thì tốt nhất là các bạn thuộc hết khoảng 80 bài, là bài đọc thoại căn bản này thì cũng có thể giao tiếp được. Nếu các bạn download cái ứng dụng này về và mình sử dụng cái giáo trình luyện nghe này thì hàng ngày các bạn có thể mở lên, và mình nếu mà không có internet thì các bạn download về trước, rồi sau đó là cứ mở lên và bấm vô để nghe thôi, bài hát bấm vô nốt nghe thôi. Thì hàng ngày mình có thể mình tha hồ mình nghe khoảng 10 15 phút, là có thể mỗi ngày một ít. Như vậy thì cái khả năng tiếng Anh mình nó cũng nhạy các bạn ha. Mình xin giới thiệu cái bài 1. Unit 1 và 2 và Hello, thì trong đây cái nút này bạn bấm vô là Play. Bạn chọn cái mục này thì lặp lại ha, khi nghe xong đó là nó lặp, mình có thể nghe lại nữa. Highlight là chạy các cái chữ bên dưới bạn. Đây là từ vựng mà ha. Rồi, mình bấm bắt đầu. Hello. Hello. I'm David Clark. I'm Linda Rivera. Are you a teacher? No, I'm not. Oh, are you a student? Yes, I am. Are you from the United States? No, I'm not. Where are you from? I'm from Canada. Hello, Kenji. Hi, John. How are you? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. Tiếp tục bài 2 các bạn ha. Excuse me. Yes? Are you American? Pardon me? Are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We're here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar? Yes, please. Where are you from? I'm from Los Angeles. Are you here on business? No, I'm not. I'm on vacation. What is it? Is it a fly? No, it isn't. Is it a mosquito? Yes. Yes, it is. Oh, no. It isn't a mosquito, Mike. It's a bee. Good evening. Good evening, sir. What's your name? Stern. My name's Thomas Stern. Oh, yes, Mr. Stern. Room 15. Here's your key. Thank you. You're welcome. Is this your suitcase? No, it isn't. Oh, is that your suitcase over there? Yes, it is. Good evening. Good evening. What are your names, please? Johnson. Mr. and Mrs. Johnson. Oh, yes. Here's your key. Are these your suitcases here? No, they aren't. Oh, I'm sorry. Are those your suitcases over there? Yes, they are. Is this our room? What's the number? 14. Oh, no.
No, it isn't. That's our room. Number 13. Are you cold? Yes, I am. Well, I'm not. I'm hot. This is a nice apartment, Ms. Garcia. Look, here's a floor plan. Hmm. There's a living room, there's a kitchen, a bedroom, and a bathroom. Is there a balcony? Yes, there is. And a dining room? Is there a dining room? No, there isn't a dining room, but there is a dining area in the living room. Well, this is the kitchen. Oh, it's very small. Yes, it isn't very large, but there's a stove, a refrigerator, and a space for a dishwasher. There are some cabinets, and, there's a small shelf under the sink. Are there any windows in the bathroom? No, there aren't. But there are two large windows in the bedroom. Good. It's a very nice apartment. Where is the bathroom? Hi. A cola, please. Regular or large? Regular, please. There you go. Thanks. How much is that? $1.15. Thank you. You're welcome. Could you pass the salt, please? Sure. Here you are. Thanks. And the pepper? No, thanks. Could I have your phone number? It's in the phone book. What's your last name? It's in the book, too. Very funny. Okay. It's 639-7701. How do you do? My name's Tiffany Gonzalez, and I'm a flight attendant for Air USA. This is my uniform, a blue skirt, a pink blouse, and a black jacket. It's very stylish. Carlos de Silva is a soccer player for Brazil. His shirt is yellow and green, and his shorts are blue and white. Hi there, I'm Brian. And I'm Diane. We're lifeguards at Bay Beach. Our uniforms aren't very stylish. White shorts, orange t-shirts, and green caps. Adriana Papadopoulos is a firefighter in a small town in Kansas. Her jacket is red, her hat is brown, her pants are gray, and her boots are yellow. Brandon Timmons and Jason Davis are baseball players for the Bayport Seagulls. Their pants are white, and their shirts are black and orange. Hi there, Erica. Hello, Dan. Wow! What's that? It's a 1936 Cord. It's beautiful. Is it your car? No. No, it isn't. Whose car is it? It's Jessica Montana's car. Jessica Montana? Who's she? She's my boss. Kelly, where's the oil? What? Where's the oil? There isn't any oil in the cabinet. There's some oil right there, in the bottle on the shelf. Oh, okay. Sorry. Are there any onions? Sure. Where are they? They're right here. There's some on the table. Vâng, thì mình xin giới thiệu bạn trong 10 cái
vài unit trong cái list tới đây rồi mất cái phần điện nghe, phần defrag motor. Thì các bạn nào mà đào cái giáo trình này về đó bạn ha, thì các bạn có thể mình mở lên mình nghe hàng ngày sử dụng đây cái clip mà để mình giới thiệu chia sẻ với bạn về những cái nội dung trong cái Illustrator Max để mình thêm tham khảo. Nếu bạn nào chưa đào về mình thấy cái giáo trình trong cái giáo trình này hay trong cái phần Illustrator Max thì các bạn có thể đào cái ứng dụng này về để mình học, thì bạn có thể cài trên điện thoại, iPad, tablet rồi có thể nghe hàng ngày để mình rèn luyện thêm tiếng Anh của mình. Trong cái list tới rồi mắt thì có rất nhiều các nội dung, thì cái phần listening là chỉ là một phần để nghe, còn rất nhiều cái nội dung khác về ngữ pháp, về ngữ pháp, rồi luyện nói, từ vựng, phần viết, bài tập, rất là nhiều cái nội dung bạn ha. Thì xin mình cũng xin nhắc lại để download cái Illustrator Max này, các bạn có thể vào website cnet.vn, rồi mấy bạn vào cái phần danh mục sản phẩm đây, rồi bạn chọn cái sản phẩm là Illustrator Max, bạn có thể tham khảo những cái nội dung phần mềm trên cái trang web này ha, có đầy đủ những cái nội dung rất là chi tiết bạn ha, là tham khảo. Rồi sau đó bạn có thể download về mình sử dụng miễn phí các bạn, miễn phí một phần nhỏ trong cái phần mềm này. Nếu bạn cài trên điện thoại, tablet, hệ điều hành Android các bạn, thì bấm vào đây Google Play. Còn nếu bạn cài trên iPad, iPhone, thì bạn bấm vào App Store, hoặc là bạn có thể vào thẳng, nếu bạn sử dụng điện thoại thì bạn có thể vào thẳng luôn là CH Play, bạn search chữ Illustrator Max, bạn search Illustrator Max ở đây, bạn gõ bạn search nó ra là bạn cài đặt. Còn nếu mà bạn sử dụng iPhone với iPad thì bạn cũng vào App Store, cái ứng dụng của mình là App Store, vào App Store và cũng search luôn, bạn search cái tên là gõ vô Illustrator Max các bạn ha, thì nó sẽ ra cái ứng dụng để bạn tải về. Rồi một ít phút chia sẻ với các bạn về cái giáo trình luyện nghe New American Streamline trong cái phần mềm Illustrator Max. Khi các bạn có cái ứng dụng này rồi thì bạn tha hồ và luyện nghe hàng ngày bạn ha. Thì mình chỉ chia sẻ như những cái unit trong cái phần luyện nghe này thôi, một số cái unit để các bạn có thể mình tham khảo để mình biết qua cái chương trình này để các bạn luyện nghe thôi, để mình biết, để mình để download cái chương trình này về để liền nghe hàng ngày. Rồi mình xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.